Quý vị và các bạn thân mến, nhận được cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn trong những ngày gần đây, hỏi rất nhiều vấn đề về thị trường, về cổ phiếu, về cách giao dịch, cách chốt lời, cách cắt lỗ, rồi các cái phương pháp liên quan tới những cái câu hỏi thắc mắc theo kiểu là tại sao thì trong một số giai đoạn thì tự doanh chứng khoán nói chuyện, trao đổi với quý anh chị em và các bạn nhiều về cái phương pháp gọi là đầu tư lướt sóng ngắn hạn, rồi cắt lỗ như thế nào, bắt đáy ra làm sao. Và cũng trong những cái video chia sẻ như vậy thì chúng tôi có trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn một số cái giải pháp liên quan tới việc là dừng lỗ tại những thời điểm chúng ta đầu tư theo cái hướng lướt sóng nhưng mà không đạt được cái hiệu quả. Thì gần đây thì chúng ta lại nói và chia sẻ với anh chị em và các bạn một số cái giải pháp liên quan tới việc là mua gom cổ phiếu và đầu tư dài hạn, hoặc là theo phương pháp mà gọi là tiết kiệm để đầu tư. Thì rõ ràng thì khi mà nói chuyện như vậy, khi mà trao đổi với anh chị em và các bạn như vậy thì nó sẽ rất là mâu thuẫn. Nó mâu thuẫn ở chỗ tức là trong những một vài trường hợp thì không mua vào mà nếu bị lỗ thì phải tuân thủ cái nguyên tắc cắt lỗ, nhưng mà một vài trường hợp thì lại mua theo kiểu là không quan tâm tới giá. Vậy đâu là bản chất đúng của sự việc? Thì để làm rõ với anh chị em và các bạn thì chúng tôi làm video này để chia sẻ với anh chị em và các bạn rõ hơn một cái chủ đề, đó chính là đáy của cái gì và mua vì cái gì. Chỉ hai từ vậy thôi nhưng mà đôi khi nó là cả một vấn đề mà anh chị em và các bạn, có thể phần lớn anh chị em và các bạn đều đã nắm, đã biết. Vì vậy thì cũng không ít anh chị em và các bạn không hiểu rõ được vấn đề đó là đáy của cái gì. Muốn biết được đáy của cái gì thì ngay khi anh chị em và các bạn xác định để mua cổ phiếu thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó là mua cho thời gian là bao nhiêu lâu. Tức là chúng ta xác định cái việc là đầu tư hoặc là lướt sóng hoặc là kinh doanh trong cái khoảng thời gian là bao nhiêu lâu. Tôi lấy ví dụ như là nếu như quý anh chị em và các bạn là xác định là lướt sóng và mua bán theo kiểu là mua đầu chợ bán cuối chợ, tức là đầu tư cổ phiếu theo cái hình thức là mua thấp bán cao, thời gian thì nó nằm ở trong khoảng từ 1 tới 3 tuần, hoặc là nếu mà nhiều hơn thì từ 1 tới 3 tháng. Thì như vậy thì rõ ràng là trong cái quá trình tham gia như vậy thì chúng ta xác định những tư tưởng như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta gọi là tranh thủ những cái đợt thị trường gọi là điều chỉnh để có thể là mua vào cái lúc giá thấp và bán ra cái lúc giá cao. Và cái đáy mà chúng ta phân tích hay là chúng ta sử dụng những một số cái giải pháp về kỹ thuật, về phân tích cơ bản dòng tiền để chúng ta tìm kiếm thì nó là đáy của ngắn hạn 1 tới 3 tuần hoặc là đáy của 1 tới 3 tháng. Thì như vậy thì rõ ràng là khi xác định tư duy rất rõ ràng, cách làm rất rõ ràng thì nếu như chúng ta không có, không phải ngoại trừ là chúng ta hoàn toàn xác định đúng, mặc dù nó là đáy của 1 đến 3 tuần hoặc là 1 đến 3 tháng nhưng cũng không phải lúc nào chúng ta cũng xác định đúng. Thì trong những cái thương vụ đầu tư thì có những thương vụ chúng ta xác định sai, và khi cổ phiếu của chúng ta về tới tài khoản thì chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc, tức là chúng ta không thể biến cái khoản đầu tư này từ ngắn thành dài. Tức là chúng ta đã xác định tư duy là lướt sóng kiếm tiền, mua đầu chợ bán cuối chợ, là gọi là kinh doanh theo hướng là thương mại, mua thấp bán cao. Thì chúng ta phải làm rõ với nhau là ngay từ đầu là như vậy, và chúng ta mới chọn cái giải pháp tức là cắt lỗ. Vậy là đáy của chúng ta là đáy của ngắn hạn của 1 đến 3 tuần và 1 đến 3 tháng. Còn khi mà anh chị và các bạn mua theo cái hình thức là đầu tư dài hạn, và một trong những cái giải pháp gần đây chúng tôi chia sẻ đó chính là cái giải pháp tiết kiệm để đầu tư. Thì khi tiết kiệm để đầu tư thì như thế nào? Khi tiết kiệm để đầu tư tức là chúng ta đã phải xác định là cái thời gian đầu tư của chúng ta, tức là thời gian dài từ 1 tới 5 năm, hoặc thậm chí là từ 5 tới 10 năm
thậm chí có thể là lâu hơn. Thì cái vấn đề ở đây nó đặt ra là ở chỗ là đáy của chúng ta cần phải xác định khi mà tham gia bắt đầu mua gom, đó là đáy của dài hạn. Thì đôi lúc thậm chí nó là cái đỉnh của 1 đến 3 tuần, nó vẫn có thể được coi là vùng đáy của dài hạn. Và đôi khi nó là đỉnh của 1 đến 3 tháng, nó vẫn được coi là đáy của 1 đến 5 năm, hoặc là từ 5 đến 10 năm. Tức là nó đáy của cái đỉnh của cái này nhưng nó lại là đáy của cái khác. Vì vậy do đó nên chúng ta sẽ rõ ràng, sẽ không khó để làm rõ được rằng là khi nếu chúng ta xác định cái tư duy là về cái góc độ đầu tư như vậy thì rõ ràng chúng ta không lo cái câu chuyện là phải cắt lỗ. Đó là cái thứ mà chúng tôi muốn làm rõ với anh chị em và các bạn, đó là mua vì cái gì và đáy của cái gì. Đó là thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải cần lưu tâm là như thế này. Khi chúng ta mua cho ngắn hạn, tức là cái thời gian của chúng ta là 1 đến 3 tuần hoặc là 1 tới 3 tháng thì nó khá là gấp gáp. Tức là cái câu chuyện ở đây, tức là cái sự phản ứng nhanh lẹ và khẩn trương, bởi vì là giao dịch là của ngắn. Đôi khi có những anh chị em và các bạn còn giao dịch theo ngày nữa cơ, tức là gọi là trading theo ngày, hoặc là chơi phái sinh theo giờ nữa cơ, tức là còn ngắn hơn. Thì cái khoảng thời gian và cái dự định đầu tư của chúng ta là rất ngắn, rất chi là ngắn luôn. Mà vì là rất rất ngắn nên là chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ, để mà tính toán, để mà cân nhắc. Mà chúng ta phản ứng chủ yếu là từ kinh nghiệm và từ những cái cảm nhận mà gần như là nó giống như là cái bản năng. Và những người làm được điều này thì thực sự là những người rất là nhiều kinh nghiệm và có rất nhiều những cái trải nghiệm như thị trường rồi thì mới làm được. Chúng tôi không khuyến nghị những cái vấn đề này cho những người gọi là amateur hoặc là những người mà gọi là ngoài ngành. Đó là lý do tại sao mà giai đoạn từ tháng 4, từ đầu năm 2018 đến giờ là chúng ta chủ yếu là sử dụng cái giải pháp này. Tức là đầu tư rất ngắn và cho những người chuyên, không phải là cái thời điểm dành tất cả. Và cũng là chính là lý do mà chúng tôi đã ngưng cái chương trình gọi là thương vụ để đời, là vì là lý do là như vậy. Vì thị trường khó thì chúng ta chỉ có thể xác định như vậy thôi, và có thể giao dịch theo kiểu cảm nhận và rất là gần như là rất nhanh, và thời gian tìm hiểu thì rất là ngắn. Nhưng vì là chúng là ngắn và không có tìm hiểu một cách kỹ càng, thậm chí là không có thời gian để chúng ta tìm hiểu, vì chúng ta giao dịch theo cái phương pháp là nhanh lẹ khẩn trương và chủ yếu bằng cảm nhận, thì chúng ta buộc phải làm được cách đó và phải có cái phòng ngừa rủi ro bằng phương pháp, đó là giữ tiền nếu như trường hợp chúng ta sai. Bởi vì chúng ta không suy nghĩ thì đương nhiên là cái xác suất sai nó sẽ cao hơn, suy nghĩ ít hơn, ngắn hơn, phân tích và cái vấn đề gọi là thời gian để chúng ta tính toán nó ngắn hơn thì đương nhiên nó sẽ sai nhiều hơn. Và chúng ta hoàn toàn phải chấp nhận câu chuyện đó là giữa cái sai và cái đúng thì cái đúng nó sẽ nhiều hơn cái sai thôi, chứ nó không thể hoàn toàn là không có sai được. Do đó chúng ta mới ứng dụng cái phương pháp cắt lỗ ở trong cái chuyện đó là lướt sóng, đầu tư 1 đến 3 tuần, 1 đến 3 tháng. Đó, thì hoàn toàn đó. Đây là cái hình thức gọi là lướt sóng đi chợ kiếm tiền, mua đầu chợ bán cuối chợ, mua thấp bán cao thôi. Còn với việc mà khi anh chị em và các bạn đã xác định một cái tư duy, tức là đầu tư dài hạn, lâu năm, lâu đời, từ 1 đến 5 năm, từ 5 đến 10 năm, thì rõ ràng chúng ta có rất nhiều thời gian để chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc. Đúng không ạ? Chúng ta rất nhiều thời gian, chúng ta không hề phải vội vàng, chúng ta không có áp lực phải vội vàng. Và thời gian của chúng ta để xác định mua và bán một cổ phiếu nào đó, nó có thể là phải cầm giữ tới 5 tới 10 năm. Chính vì vậy chúng ta phải dành từ 1 tới 3 tháng hoặc là từ 3 tháng tới 6 tháng để chúng ta nghiên cứu, để phân tích về một doanh nghiệp, nghiên cứu kỹ lưỡng về nó. Và nếu chưa rõ, chưa hiểu thì phải xem lại những cái video mà chúng tôi đã hướng dẫn trước đây, lần lượt từng video một về những cái vấn đề cần làm cái gì như thế nào, lần lượt. Và chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để tính toán cộng trừ nhân chia. Và hơn thế nữa, chúng ta phải hiểu được về cái đặc điểm của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp đó đã trường tồn được bao nhiêu lâu rồi, đã phát triển như thế nào. Chứ không phải là cái câu chuyện đột biến của 1 năm, 2 năm. Nói chung là cái vấn đề này chỉ là nói thêm với anh chị và các bạn ở video khác. Thì chúng tôi đại loại là khi chúng ta xác định như vậy rồi thì đương nhiên sẽ không có khái niệm cắt lỗ. Là bởi vì sao? Bởi vì điểm thứ nhất mà đó là cái lợi điểm, đó là chúng ta xác định đầu tư dài hạn, lâu dài. Do đó nên cái câu chuyện mặc dù nó có thể làm chúng ta mua vào đỉnh của 3 tháng hoặc là đỉnh của 3 tuần, nhưng hoàn toàn nó đều là có thể là vùng đáy của 10 năm. Nên chúng ta chả có lý do gì phải cắt lỗ cả. Vì vậy cái phương pháp, cái cách tiếp cận của chúng ta nó khác thì cái phương pháp làm nó sẽ khác. Thì đó là cái thứ mà anh chị và các bạn sẽ rất là mơ hồ giữa cái câu chuyện nếu mới tham gia sẽ không hiểu tại sao có những lúc thì phải cắt lỗ, có những lúc thì không bao giờ phải cắt lỗ. Nó khác nhau là nó là cái cách tiếp cận và cái tư duy về cái chúng ta phải kiểm soát cái điểm bắt đầu của chúng ta, cách thức chúng ta tiếp cận với nó. Tiếp cận với phương pháp nào thì chúng ta phải làm theo phương pháp đó. Đây cũng là cái câu chuyện chúng tôi đã chia sẻ và nói với anh chị em và các bạn không ít lần, thực sự là rất nhiều lần, về cái câu chuyện là tuyệt đối không được dùng gọi là dao mổ gì ạ,
dao mổ trâu để sử dụng để là mổ, gọi là làm thịt chim, và chúng không thể sử dụng là cái con dao để làm thịt con chim để mà đi mổ con trâu, con bò hoặc là con voi được. Đó là cái câu chuyện chúng ta dùng sai cái công cụ. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất, là cái đề tài mà chúng ta nói đó là đáy của cái gì, đáy của cái gì. Đề tài thứ hai chúng ta phải quan tâm, thực sự là rất quan tâm, đó chính là khi mà chúng ta tham gia đầu tư, chúng ta cực kỳ mập mờ luôn, cực kỳ mập mờ giữa cái bài toán, đó là bài toán dòng tiền. Bài toán dòng tiền của chúng ta thì là một trong những cái bài toán mà nó khá là khiến mọi người gọi là gặp vấn đề khi mà chúng ta xác định giữa cái câu chuyện là đầu tư ngắn lại chuyển thành dài, hoặc đôi khi là đầu tư dài nhưng mà lại chuyển thành ngắn, là bởi vì cái dòng tiền tham gia của chúng ta không xác định rõ ràng ngay từ đầu. Chúng ta không xác định ngay từ đầu, chúng ta chỉ chịu một cái áp lực tiền. Đôi khi ví dụ như anh chị và các bạn cho rằng là chúng ta có thể đầu tư dài hạn được, nhưng mà lại sử dụng một cái dòng tiền của ngắn hạn, tức là cái tiền đó cần phải làm một cái việc gì đó, cần có nhu cầu trong tháng tới, trong quý tới, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái cách nào mà có thể đầu tư lâu dài được. Thì vì vậy nên chúng ta cũng phải cân nhắc, tức là tham gia với cái tư duy như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế đó. Đặc điểm một cái thứ mà chúng tôi cũng rất là cân nhắc với anh chị em các bạn là dùng tiền vay thì lại càng không thể. Đã là dùng tiền vay rồi thì cái câu chuyện mà để làm rõ được để chúng ta có thể dài ngắn khác nhau đầu tư như thế nào thì chúng ta thực sự sẽ bị mập mờ, bị không rõ khái niệm và sẽ gặp những cái rắc rối rất là khó xử. Thì chia sẻ với anh chị em và các bạn như vậy thôi, để chúng ta có thể hiểu hơn một chút. Còn thiếu những cái vấn đề gì chúng ta sẽ được chia sẻ thêm ở những video tiếp theo. Chúng ta sẽ lần lượt đi mỗi ngày những cái chủ đề, những cái vấn đề nó đơn giản, nó dễ và dễ anh chị tiếp cận và cũng dễ hiểu, để chúng ta không đi qua lặp đi lặp lại, nói đi nói lại nhiều lần, để chúng ta có thể dễ theo dõi hơn. Thì mong rằng là những cái chia sẻ hàng ngày của nhóm trên kênh Tự Do Anh Chứng Khoán thì giúp anh chị em và các bạn những cái góc nhìn, cái kiến thức và những cái hiểu biết ngày một có thể nâng dày hơn cái kỹ năng ra quyết định của mình và cái phương pháp, và làm rõ cái phương pháp của mình. Thì nhớ là sẽ luôn luôn ủng hộ nhóm Tự Do Anh Chứng Khoán bằng việc là ấn vào like cho tất cả những video mà anh chị em và các bạn đã từng xem qua và đã xem qua. Hơn thế nữa, nếu được thì anh chị em và các bạn có thể chia sẻ cái đường link của video lên các kênh mà, hoặc là các cái diễn đàn hoặc là những cái mạng xã hội khác, để chúng tôi có thể là tiếp cận được nhiều người hơn. Và đặc biệt là nếu như xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới hữu ích mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong cái chủ đề tiếp theo ở thời gian sắp tới. Bye bye.